Đức Thánh Cha khích lệ hoạt động bác ái của hãng SIST. Đức Thánh Cha cảm ơn và khích lệ các hoạt động bác ái, trợ giúp các trẻ em nghèo của hãng cho thuê xe SIST ở Đức. Ngài bày tỏ lập trường trên đây hôm ngày 4 tháng 11 năm 2017, trong buổi tiếp kiến 300 người thuộc ban lãnh đạo và các nhân viên hãng cho thuê xe SIST đến từ các nơi trên thế giới. Năm 2011, nữ doanh nhân Richard SIST, người Đức đã thành lập tổ chức bác ái tên là lau khô những giọt lệ nhỏ để giúp đỡ các trẻ em dễ bị tổn thương bằng cách thành lập các vườn trẻ, canh tăng các cô nhi viện, mở rộng các trường học hoặc nhà thương nhi đồng. Trên trang mạng của hãng này có nói đến 115 dự án được tài trợ tại 40 quốc gia. Nhiều dự án được thực hiện với sự cộng tác của các cộng đoàn công giáo địa phương. Nói lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha chào mừng sự dấn thân chung của ban lãnh đạo và các nhân viên hãng SIST cho các công việc từ thiện bác ái. Ngài nói, các hoạt động này cũng là một cơ hội theo đuổi một ân gọi cao quý trong công việc nghề nghiệp của anh chị em. Khi để cho mình được một ý nghĩa rộng lớn hơn về cuộc sống gọi hỏi, nghĩa là không dừng lại nơi sự thành công của bản thân hoặc lợi lộc, nhưng liên tục tìm kiếm công ích với sự nỗ lực gia tăng và làm cho các thiện ích của thế giới này có thể đi đến với mọi người. Hãng cho thuê xe Sist, thuộc loại hàng đầu trên thế giới, được thành lập cách đây 100 năm và hoạt động tại 105 quốc gia trên thế giới và có hơn 100.000 xe cho thuê tại trên 3.500 địa điểm khác nhau.